Bây giờ là 21 giờ 37 phút. Một mình em đang có mặt tại Gia Lộc, Hải Dương. Lắp đặt và sử dụng dàn cày 4 chảo cho máy Komuta L120 hai cầu. Nông sâu theo ý mình được mà. Như thế này là nông. Sâu quá. Thế này là nông ấy chứ bác. Máy đi còn kéo còn dư tải mà. Rồi nông sâu nhí cái đường hai cái đường cày đầu bác cứ bình tĩnh đấy. Nét. Được em ạ. Vâng. Quá nét. Phát ăn một à? Đúng. Phát ăn luôn à? Ừ ăn luôn. Phát ăn luôn. Quá ngon. Tí nữa anh đi vào rõng ấy, em chỉnh cho anh thẳng lái bỏ tay ra ăn đều luôn. Con chảo đầu có khả năng tí phải cao lên một tí nữa. Cái đường cày đầu là cái chảo đầu đáng nghe là nó phải không ăn. Nó ăn thì nó chỉ gọi là chạm đất một tí sướt, thôi. Sướt, 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 sướt. Đấy. Chào bác Trần Anh An nhá. Vẫn là fan hâm mộ cuồng của anh em chúng em. Đặt máy xuống phát là ăn ngay đúng không? ăn ngay các bạn. Không Đấy, phải chính động xác. tay. Vâng. Phóng viên đang tác nghiệp trực tiếp tại cái gì chút nhỉ? Thôn Y, Trúc Lâm, Hồng Hiệu. Thôn gì ạ? Thôn thôn Y. Thôn Y của Trúc Lâm, Hồng Hiệu. Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương. Đúng rồi. Dàn cày 4 chảo cho máy Kubota L120 các bác nhé. Rồi bắt đầu bác đi vào rõng nhé. Đi một bánh ghé xuống dưới. Giờ chỉnh nông sâu như ý của bác này. Bác đi vào rõng này. Hơi vả sang phải đúng không? Bây giờ là cái chảo đầu là phải co lên này. Khán giả thế. Vào đi để chỉnh co lại nữa đi vâng, em ơi. Bao nhiêu ngày gọi là chờ đến những cái giây phút gọi là bàn giao cho bác ấy, ngay lúc hạ cày xuống cái đã gọi là tạo lại cho anh em cái cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cho xuống dễ đi em ơi. Bác ơi, đây này, cái chảo đầu bây giờ bác co lên một tí này. Đấy. Nói chung quá công chờ đợi em ạ. Được, nói chung là phải nói là phải nói là mấy thằng em nước. Nói chung là tôi vất vả đêm hôm tí vậy. Vâng đấy chúng em bảo mấy anh Hải là cảm ơn anh. Đây là bác chủ máy nhá. Ba cái cày cũ lắm là bao nhiêu lâu là cày mới mới sang. Cày cũ vì để đất của bác rắn rồi mà cày vẫn ngon. Được chưa? Đây hàng này sơn. Đấy giờ bác cày đi. Bác cày có khả năng là cái chảo đầu tí nữa còn à chảo cuối kia còn phải thu lại một tí không nó ăn sâu quá. Nông sâu nếu mà muốn nông tí nữa thì ép căng cái lò xo lên tẹo. Đấy, bác đi đi. Vâng. Không, con nhưng mà như này liệu có nông quá không? Đấy, vừa rồi thì sâu giờ lại sợ nông. Vâng. Từ từ bác ơi. Họ đã chỉnh thêm một tẹo nữa. Phi kinh thế. Úi giời, đất rẽ đất. Ba cái phi tít quá các bạn. Tối rồi mà con số xem livestream gia tăng này em cũng mừng. Anh em đang đồng hành cùng em. Máy đang có triệu chứng là vả nặng sang bên tay phải là do cái chảo đầu ăn hơi sâu. Bác ơi, từ từ đã. Nhìn thấy cái máy nó vả rồi. Cái chảo đầu nó đang ăn hơi sâu. Đấy, giờ là chỉnh lại cái bánh lái thôi, chỉnh lại một tí bánh lái thôi. Anh ơi, máy đang vả sang phải, anh đi chậm thôi, em chỉnh cho anh máy cho nó đi thẳng. Ừ, em chỉnh cho anh thẳng. Vâng. Rồi rồi. Nháy đèn là phải đỗ. Chú ơi chú cầm cháu cái máy này cái bây giờ đang khán giả đang nhiều. Khán giả đang đông. Công nhận phải nói là quả quả
quá lét. Ngon. Được. Dứt trời đúng không? Ừ, tôi là ngon đấy. Nói chung là được. Cái này mai anh phải uống anh ông đi. Tại phải chở ông sang à? Rồi rồi, đại nào sang thì gặp mấy anh em để anh em mình là... Mai sang không gặp được nhau đâu, mai sáng mai Hà Nội gấp rồi. Chứ hôm nay em về ở nhà? Dạ, sáng nào cũng chủ thôi. Không, cái này thằng chủ là ghét rồi. Chủ ghét. Ông đang nghe thấy đấy, ông đang xem đấy. Xem không? Xem là nghe rồi, thằng chủ là ghét rồi, giờ không không thích thằng chủ rồi, giờ chỉ muốn ông thợ thôi. Mấy ông thợ chứ còn người thằng chủ. Đấy nhá, anh em nghe nhá. Nghe bây giờ là cái thằng chủ rồi. Có chung vất vả thôi em, chứ chịu khó vất vả cho ông chủ mấy hôm vậy. Mấy tháng nay không được ôm vợ rồi. Ôi giời. Đánh từ miền Trung đổ ra miền Bắc Bộ. Vậy dạ, em để lại cái đơ để cho anh. Em cầm cái đơ to kia của anh về. Con thế. Thế thì anh đổi mà. Bởi vì là tôi chọc vào cái của anh nó không vừa. Nhớ. Dạ. Anh em để mai chụp cái bài đi vừa nhàn quá. Hả? Nên gần như là vũ tung hết rồi. Ừ. Chỗ này là nhá. Riêng cái ruộng này của anh mà đã cày được thì ruộng nào cũng cày hết. Nói đùa, đây bây giờ mới là khai chính thức ra này. Cái ruộng này nó bỏ từ lúc trước rồi. Vâng, em không biết là bỏ hoang đấy. Thế là ruộng này là ruộng bỏ hoang mà. Thì chậm mà người ta vẩy điện để nấu lại thôi. Chỉ chốt. À rồi, để cho anh em nước đuổi thôi. Đấy, bác chủ máy, bác ấy đang cày cũ, ông chủ sản xuất cày nhưng mà động viên lại cho anh em làm, gọi là đi lắp đêm hôm. Vâng. Cái chảo cuối này là nó phải ăn sâu nhất. Ừ. Để nó ghim được cái bánh lái này. Ừ. Còn muốn ăn sâu tí nữa thì lại đẩy dài cái đơ ra một tí. À. Vâng. Ruộng này là ruộng bỏ hoang lâu rồi anh em nhé. À không phải là bỏ hoang lâu mà mới bỏ hoang thôi. Nhưng mà cũng được một năm rồi. Cái đất này luôn ngon lành tình đào. Vâng. Ok, máy đi thẳng rồi đấy. Đất vụn tung rồi anh em ạ. Cái này đưa lọc xuống lắm. Dạ vâng. Bây giờ là 9 giờ 45 phút tại Hoàng Diệu, thôn Y của Gia Lộc, Hải Dương. Lắp đặt và sử dụng dàn cày 4 chảo cho máy Komuta là 120 hai cầu. Bác chủ máy rất khoái chí. Ok. Em chân thành cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi livestream này nhé. Anh em... tùy bác thôi, bác có thích cày nữa thì cày, mà không thì thế cũng được. Cho em về với vợ cho sớm cũng được. Lên bà về đấy em ơi. Thôi thì đằng nào mất công cho nó bỏ cái công cày thì làm đường nữa cũng được. Làm đường nữa cũng được. Máy còn cảm giác vả không? Máy còn vả không? Máy có cảm giác vả không? Vả. Hay là lẹo xẹo sang bên nội bên kia không? Máy còn cày, máy còn cảm giác vả. Không? Rồi. Máy đẹp lắm các bác ạ, máy mới quang, tất cả mọi thứ gần như là đập hộp bãi đấy. Đây em làm nốt đường cày này, em đây là em yêu cầu bác chủ máy là thêm một đường cày nữa để cho em chạy cho nó gọi là bớt tí ra đấy, cỏ đấy các bác. Đóng số phi căng tí nữa. Ga to lên tí nữa chạy nó sướng. Rồi. À, vẫn có một tẹo vẹo sang bên tay phải. Xuống rỗng đi. Đây là trèo lên đường cũ rồi. À, trèo lên đường mới rồi, phải bám vào cái rỗng ấy. Đi nhanh quá, lái không kịp.
Nè nè. Ông Hải ông ấy đang ở nhà ông ấy chăm sóc đội Nam Định đấy. Nam Định đang ở Nghĩa Hưng. Đội ở Nghĩa Hưng Nam Định đang ở nhà đấy. Đang nhà chờ lấy hàng bằng được trong đêm nay, không để sang ngày mai. Ok chưa? Hơi ăn vào tí em ạ. Hơi ăn vào tí. Rồi, thấy rồi. Nào hạ xuống cho cái đơ ra một tẹo nữa là xong. Mai bác làm mấy cái... Cái gì em? Mai làm mấy cái chốt xóa nhé. Ừ, cái đơ gì đó. Rồi, cái bánh lái này chỉnh cho một tẹo nữa thôi. Ừ, nó ăn hơi ăn lao vào tí thì... Anh Thao cầm cái máy cho em nó chỉnh xoài vào chỗ em. Anh Hải ơi, anh sơn cho em rồi thành ra màu cháu lòng của anh Hải ơi. Càng chính. Không, nói chung là phải nói được. Cày của con em được. Cày này có, cày này có. Em biết tại sao mà anh bảo anh đặt cái loại kia không? Anh đặt cái kia là ý của anh là anh ví dụ không may nó có trục trặc này, anh nhấc cái cục ấy, anh mang về em. Em chỉnh cho anh cái này anh mang về, anh chỉ được làm thôi. Đấy, trước cái cày mũi anh thế. Nhưng mà hôm nọ của thằng cháu bên kia nó lại cứ dính cái này em này. Thì nha, em vừa ấy em vừa hướng dẫn cho anh cái cách để chỉnh cái góc độ bánh lái. Ừ. Ví dụ như là sau này anh có tháo ra anh thay bi phớt hay là các thứ đấy thì anh lắp vào nó rẽ hoặc là anh đánh dấu. Nhưng một con máy mà để đi thẳng thực tế thì mình phải xuống dưới ruộng như này thì để mà chỉnh 100% thẳng máy nó bị ve đầu đấy. Nếu mà trong cái trường hợp của anh ấy mà anh cảm giác là cái máy của anh nó bị nhao sang bên tay phải thì anh lấy hàn ốc ra, anh xoay, anh mở cái góc lái này cho nó sang bên tay phải. Ví dụ như là đang máy đang có hiện tượng là hơi ve sang bên tay phải một tí nhé, mình mở cái góc lái này cho sang bên tay phải. Còn nếu mà bán sang trái thì trả lại này. Đến khi nào mà cảm thấy mà máy nó không bị ve nữa, máy nó đi thẳng là mình ok rồi, mình khóa chặt hai lỗ này vào. Nông sâu là một phần là mình chỉnh được cái lò xo này. Ví dụ như là mình muốn cày nông ấy, mình ép căng cái lò xo này lên. Còn mà cày gọi là muốn sâu một tí nữa thì mình thả hơi lỏng cái lò xo này xuống. Cái cày dầm, cứ cày dầm là người ta ép căng cái lò xo lên. Còn cày ải thì người ta sẽ trùng cái lò xo xuống. Còn là cách chỉnh đơn giản nhất là cái tay nâng thủy lực của bác. Nếu mà bác ngại vặn thì bác cứ làm lấy cái ben thủy lực ấy, nó có cái cữ mà để mình chỉnh qua. Ví dụ như là cái mình hạ hết xuống là cái cày nó thịt chốt, mà nó có cái chốt đấy là mình hơi nâng lên một tẹo thì nông sâu nó như ý của mình là ok đúng không? Đúng rồi. Vừa rồi thì nó còn khoác cho mình một cái áo màu xanh đẹp long lanh, bây giờ là đã dính đất. Chào anh Mai Văn Thân này, Thanh Hóa chắc về rồi anh ơi. Vâng. Người ta đi cày thì người ta cũng không cần phải nhanh quá mà cũng đừng chậm quá, cứ bình thường. Vâng, nếu mà đi nhanh quá thì đất nó hót xa. Vẫn có cái hiện tượng kiểu hơi lập bập. Thôi, cảm ơn anh em đang theo dõi livestream nhá. Chúc anh em là tối ngày nay thứ bảy anh em nào có vợ con thì vợ ngủ sớm. Ý chả biết là nói như thế nào cho nó hợp, nhưng mà thôi chúc tất cả anh em là buổi tối ấm áp bên bên cái tay trái của mình hay là tay phải của mình gì đấy. Em xin được kết thúc video tại đây nha. Chào anh em.